các mùa vụ ngũ cốc tại Mỹ đang có tiến độ nhanh và chất lượng tốt hơn so với kỳ vọng. Giá dầu thô WTI và Brent giảm hơn 3% do tâm lý chốt lời của giới đầu cơ. Thị trường kim loại đồng loạt tăng mạnh, giá cà phê Robusta và cacao trái chiều. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thị trường hàng hóa thứ ba ngày 9 tháng 6 năm 2020 của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động giao dịch trên phần mềm Vision Commodity tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đang ngày càng trở nên sôi động hơn với sự góp mặt của các mặt hàng thuộc nhóm năng lượng. Với thời gian giao dịch 22 tiếng mỗi ngày và biên độ biến động lớn, các mặt hàng năng lượng sẽ là mặt hàng ưa thích của nhiều nhà đầu tư biết nắm bắt cơ hội trên thị trường hàng hóa quốc tế. Trong khi đó, phần đông các nhà đầu tư tại Việt Nam vẫn ưa thích giao dịch các loại nông sản trên sàn CBOT, vốn là các mặt hàng gần gũi trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại nước ta. Việt Nam là nước nhập khẩu khô đậu tương số 2 và nhập khẩu ngô đứng thứ 4 trên thế giới, nên sức mua của các doanh nghiệp và các nhà đầu tư Việt Nam đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong xu hướng chung của thị trường. Đóng cửa ngày giao dịch mùng 8 tháng 6, giá các hợp đồng tương lai trên sàn CBOT đều đóng cửa với các mức thay đổi nhỏ hơn 1%. Đây là giai đoạn thích hợp để các nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường để tránh bị bất ngờ trước những diễn biến giao dịch nhanh và sôi động của thị trường hàng hóa thế giới. Theo báo cáo tiến độ mùa vụ vừa được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phát hành rạng sáng nay, chất lượng các mùa vụ đang ở cuối giai đoạn gieo trồng như ngô, đậu tương và lúa mì vụ xuân đều cao hơn so với tuần trước, đã phần nào làm giảm các lo lắng do thời tiết hạn hán tại phía Tây Midwest gây ra trong thời gian gần đây. Trong báo cáo này, tiến độ gieo trồng và nảy mầm ngô đều đang nhanh hơn nhiều so với năm ngoái và cũng nhanh hơn so với trung bình 5 năm qua. Chất lượng ngô tăng thêm 1% so với tuần trước và cao hơn tới 16% tốt và tuyệt vời so với cùng kỳ năm ngoái. Đối với đậu tương, mùa vụ cũng diễn ra thuận lợi khi mà tất cả các giai đoạn đầu như là gieo trồng và nảy mầm đều nhanh hơn so với những năm gần đây. Chất lượng đậu tương được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA tăng thêm 2% tốt và tuyệt vời so với báo cáo tuần trước. Riêng đối với lúa mì vụ xuân đang được gieo trồng ở phía Bắc Hoa Kỳ, tiến độ gieo trồng và nảy mầm có đôi chút chậm hơn so với bình thường. Tuy nhiên, 82% diện tích gieo trồng đang được đánh giá là ở chất lượng tốt và tuyệt vời, cao hơn 2% so với tuần trước. Trong khi đó, nông dân tại các bang Texas và Oklahoma đã bắt đầu tiến hành thu hoạch lúa mì vụ đông, giúp tiến độ thu hoạch đang nhanh hơn so với cùng kỳ của năm 2019. Nhìn chung, các thông tin về mùa vụ Mỹ đang được đánh giá là khá tốt và có thể sẽ tạo sức ép lên thị trường ngũ cốc và các hạt lấy dầu trên sàn CBOT trong ngày hôm nay. Chuyển sang các thông tin liên quan tới thị trường năng lượng, hai mặt hàng dầu thô chính là Brent và WTI bất ngờ giảm gần 3,5% trong phiên ngày hôm qua, sau khi nhóm OPEC cộng thống nhất kéo dài thời hạn cắt giảm sản lượng 9,7 triệu thùng một ngày đến hết tháng 7. Diễn biến này có thể do làn sóng chốt lời của giới đầu tư sau khi giá dầu thô đã tăng mạnh trước cuộc họp của nhóm OPEC cộng. Ngoài ra, thông tin các nước vùng vịnh tuyên bố sẽ không tiếp tục cắt giảm tự nguyện sản lượng 1,18 triệu thùng sau tháng 6 cũng là thông tin gây áp lực lên giá dầu. Thị trường kim loại sắc xanh bao phủ bảng giá của các mặt hàng bạc, bạch kim và đồng cũng như quặng sắt với các mức tăng là khá lớn. Còn đối với nhóm hàng nguyên liệu công nghiệp, thị trường không có nhiều biến động đáng chú ý. Giá cà phê Robusta trái chiều với giá cacao và cũng có mức thay đổi khoảng 1,5% so với ngày giao dịch trước đó. Và thông tin trên đã khép lại bản tin thị trường hàng hóa của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!